có mình mua về là mình chà rửa, mình ướp rồi mình kho. Chà nó sạch cái giả ra đi rồi bắt đầu sổ nó nhiều qua nhiều nước. Bắt đầu mình bỏ muối vô, mình chà. Cho nó tét mình nó không có nghe cái mùi tanh nữa. Tới giờ nó cho nó sạch nó ra cái giả này, bắt đầu mình kho nó mới càng có nó bư bư. Nó bư bư giờ có. Nó sắp sắp rồi thôi. Chứ nó không nhiều quá nó không sạch, ít quá nó cũng nó không sạch. Cho là có xong mình nó tráng, nó tráng không có hơn, mới mấy có kia. Cho nên mua có mà nó tráng nó tráng cái gì. Mình kho nó tráng mà nó ngon hơn chứ. Một chỗ cá này là chị làm 500 gom cá. Chị cho vô cái này, vô một chỗ đây. Gia vị là mình ướp đường, bột ngọt, mắm, dầu ăn, ớt. Một chỗ nó là ví dụ như bao nhiêu gom, bao nhiêu đường rồi đó. Là mình ướp hết vô một lần. Ví dụ như là có 500 gom, ví dụ bao nhiêu đường đó là nó có hết cái đó rồi. Cá nó đúng tỷ lệ đó là cá nó mới cứng, nó mới bây giờ mình để nó được lâu hơn. Ướp mới công đoạn là ướp là nó mình phải thái cho nó đều cho nó toan cái đường ngọt đó thôi. Bữa nước mắm nó thấm vô rồi cũng là cái cá nó mình ghim nó ngon hơn. Rồi mình bắt đầu bỏ lên chỗ rồi mình phát điều lên. Rồi mình cho vô rồi mình kho. Là mình phải cho lửa nó đều lên. Mình phải thường xuyên là đổ qua đổ lại cái chỗ á. Là cũng có nó cứng hơn. Mình cái công đoạn ở nhà thì mình làm thì nó cũng giống tương tự, nó cũng giống như nhau, nhưng mà mình ví dụ tùy ấy mỗi sở thích của mỗi người. Ví dụ như là họ nó ít cứng hơn hoặc là nó dơ hơn thì tùy mỗi người. Chứ còn chị riêng để lau là chị phải keo lại cho nó điều lửa nó keo lại là cũng có nghĩa là thôi. Sử dụng họ sử dụng là ba tháng là mình cũng còn sử dụng được, chứ nếu mà trong 3 tháng là mình nó không ngon, mình không có để được trong 3 tháng. Như những con cá này thì thấy là sao rồi chị? Con cá này là đã tới rồi em. Mà mấy chỗ này là tới hết rồi nè. Kêu lại hết rồi đó. Mà cùng sau vừa trước đó, thì mấy năm trước đó, thì bây giờ là ăn nhiều hơn. Có nó muốn ngon thì có xíu nước vô nó muốn ngon, nó thấm quá mà mình để nó để làm hoàn xíu cũng được. Nước mà nước nó keo rồi đó, chứ còn nó lãng quá thì để nó thấm ngon. Là họ mua gì họ lái đi Sài Gòn, có tỉnh rồi đó, họ làm qua. Trong tỉnh cũng nhiều mà ngoài tỉnh cũng nhiều em, do chị gửi đi có tỉnh mà. Xỉ lại thì cũng có thôi.